FM. Luật sư nhân quyền Thiên Chúa Giáo Nguyễn Văn Đề, blogger Công Giáo Nguyễn Hữu Bình. Chúng ta phải nêu tên tuổi họ ra, chiếu lên ánh sáng của sự thật. Chúng ta không được quên họ. Thực trạng trách nhiệm đứng từ quan điểm tự do tôn giáo trên thế giới là Việt Nam không tôn trọng nghĩa vụ của mình. Cuộc hội luận hôm nay nhằm giải quyết những điều chúng ta có thể làm trong tương lai sắp tới. Trước hết, chúng ta hãy khởi sự yêu cầu Hoa Kỳ đặt Việt Nam trở lại danh sách CPC, Country of Perpetual Concern, trên sách các quốc gia bàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm, và chính phủ Hoa Kỳ cần nêu rõ tên họ các tù nhân để liên kết. Không thể nào tha thứ việc các viên chức Hoa Kỳ thăm viếng những quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc hay đất nước Cuba của tôi mà không chịu nêu lên tên tuổi những tù nhân này. Chúng ta sẽ bắt những người này chịu trách nhiệm cho việc che giấu tên tuổi những tù nhân để liên kết. We should hold those people responsible for not naming names. Vietnam wants to be part of the world, and I'm sure it does. It needs to not treat religious liberty as a poor sister of the human rights family. Without religious freedom, no other right. Thank you very much.